Hello, xin chào các bạn trở lại với VTV ha. Nói chung bây giờ là cũng 10 giờ rưỡi đêm rồi, mới chạy xe về các bạn. Đi hôm nay đi Cần Thơ về, về thì phát hiện một cái vụ việc khá là buồn. Cái ổ chim sinh sản của mình thì hôm nay không biết sao máy nó xì quá. Chiều thấy nó xù, đứng nó xù, xù lông rồi. Thì quyết định là tách ra. Đây các bạn, tách ra cứu em đó. Rồi vô thì bây giờ là còn xương với da không à, xương da lông không à. Tuần lễ nay mình đi á, mình cũng không để ý, rồi tách con nó ra xong rồi không biết là lý do gì mà bây giờ em nó si dữ lắm rồi, không biết là bị giun sên hay là cái gì. Thì em nó bỏ ăn rồi, bữa nay là còn da với lông với xương không à, giờ vô ốm nhách nè, chim nó khô hốc ha. Thì bây giờ là cũng không có dám, nói chung bây giờ mà nhét thức ăn vô thì em nó sẽ chết, nó không có nuốt được á, nó nghẹn thì nó chết à. Bây giờ thì mình sẽ làm một cái phương pháp cấp cứu em đó để coi cứu chữa được không. Này là con máy này á, thì đây con máy này á, thì ngày xưa mình mua con Chương, con máy thổ của Cà Lâm hay lắm. À, và bây giờ nó e tua rồi. Thì cái phương pháp mà mình cấp cứu á, và đối với tình trạng chim bỏ ăn bị si á, thì mình sử dụng cái này nè. Đây là mình mua trên Shopee các bạn. Cái này trên chợ nó bán cái tên là cái A25. Cái bột A25 dành cho cái sữa non, dành cho vẹt á. Thì cái này khi mình pha với nước ấm á thì sẽ cho ra một cái dung dịch. Đây, cái ly này mình pha rồi ha, trắng đục đục giống như sữa em bé đó. Thì mình sẽ đút cho cái chú chim này ha, đút cho cái con chim mái này để cho nó có cái chất để vô cơ thể, để nó ngày mai nó gượng gượng lại. Nếu mà sáng mai mà em nó tỉnh tỉnh hơn xíu thì ok, thì tiếp tục điều trị ha. Mà không biết là đêm nay em nó qua khỏi hay không nữa. Nói chung khá là buồn, do công việc đi quá không có thời gian mà chăm sóc hết, thì cũng chung rất là tiếc khi mà mình để tình trạng em nó như thế này ha. Nói chung là mình chủ mình nuôi mà mình không có chăm sóc được tốt thì mình cũng khá là buồn, thật sự như vậy. Thì cái trường hợp này thì có thể là em nó bị giun sên nặng quá. Trong quá trình mà em nó nuôi con á, em nó dạng như là ói thức ăn ra, nói chung là nhả thức ăn ra khi nuôi con hết rồi, cái dinh dưỡng nó không có đủ để nuôi cơ thể của em nó, nên em nó si luôn. Thì để ngày mai để coi tình hình nó như thế nào, khá hơn không. Giờ mình quay cận cảnh em nữa cho các bạn xem nha. Đây các bạn ha, đó, chim tình trạng xù, xù mà ốm lắm. Thổ gù Cà Lâm mà ha, à, tiếc quá trời tiếc. Ráng con vượt qua nỗi đau này, sinh sản rất tốt, được hai hai ổ rồi. Chim con ra bự lắm, đẹp lắm. Mà giờ em nó, em này tơ các bạn ha, tơ mình mua anh Chương chim chim con mua đợt rồi, tháng 10 á, tháng 10 năm rồi á. Lúc đó chim ra nói chung cũng gần đủ cườm rồi. Thì hôm nay đây em nó khá là si, thì cũng hy vọng là em nó vượt qua được. Còn đây là cái sữa bột A25 mình vừa trộn nữa các bạn, vừa trộn là nãy giờ cũng cho em nó mấy giọt rồi. Đó. Giờ cố gắng vượt qua, giờ cũng không biết làm như thế nào, thôi cố gắng thôi. Cứu đi thì lầm khầm rồi. Chung em nó rất là yếu các bạn ha.
để ra nông nổi này thì mình cũng rất là tiếc đó các bạn. Chim thì mái thì khá là hay, ngày xưa là mình mua anh Chương rồi, anh Chương rồi thời là chim chim cần đủ cườm, thì khi mà ra đủ cườm rồi anh Chương đòi mua lại, nhưng mà chim này hay quá mình không có bán, mình không có bán mà để sinh sản ha. Đó. Cạn với con thổ đồng, con mà đứng trên gốc me bonsai mà gù cho các bạn xem đó. Đó, rất là tiếc luôn, đau lòng quá, đi làm mấy ngày, chạy xe mấy ngày trời liên tục, không có phát hiện cái trường hợp này. Ở nhà thì bà chị họ của mình đã cho ăn, thì chỉ đổ thức ăn nước uống thôi chứ cũng không có sâu sắc được. Về thấy là buồn. Ok rồi, tình trạng em nói thì bây giờ mình cố gắng mình cứu cứu các bạn ha, để coi chờ đợi kết quả như thế nào. Thì nếu mà anh em nào có chim si á thì mình cứ chuẩn bị sẵn ha, nuôi chim mình chuẩn bị sẵn cái gói bột A25 á, dành cho vẹt trên Shopee Lazada họ có bán á, thì mình cũng không biết thiệt giả nữa, họ bán cái gói bự hơn này xíu này, mình về mình chia ra nhỏ nhỏ vậy để dễ sử dụng á, gấp 3 lần này, gói họ bán là 100 gram 5-60 ngàn gì đó. Thì anh em mình có thể phòng hờ ha, chứ mà để đến lúc mà nước tới chân mà không có thì nó lại lúc đó là lại khó khăn nữa. Ok rồi, ok mà anh em ha, thì nói chung là bây giờ tình hình em nó thì nói chung là ngàn cân cân treo sợi tóc rồi, thì mình cố gắng hết sức thôi, chứ bây giờ cũng chưa xác định nguyên nhân là em nó bị gì nữa, thì nghi ngờ là dung sơn á, nhưng mà bây giờ cho em nó tỉnh cái đã, nó tỉnh nó đủ sức rồi mình mới điều trị dung sơn ha, chứ bây giờ mà các bạn mà nghi dung sơn mà cho nó uống thuốc trị dung liền á thì nó cũng chết nữa. Vì lý do là vô trong đó là dung nó quậy là nó cũng đứt luôn à, không có sống nổi ha. Còn bây giờ mình cố gắng mình cải thiện sức khỏe cho nó trước, cái nó có tí sức, nó có dinh dưỡng lại bằng cái bột A25 này đi, rồi sau đó thì mình sẽ tiến hành điều trị dung sau, chứ bây giờ đừng có điều trị dung liền anh em ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video clip nha, rồi xin hẹn anh em vào clip sau, hy vọng là clip sau là em nó sẽ khá hơn, cải thiện hơn. Rồi cảm ơn, tạm biệt anh em nha.